Xin chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một loại cây công trình, cây cảnh mà người ta thường trồng trong các khuôn viên, khu biệt thự nhiều luôn. Thì đây gọi là cái cây giống kè bạc nha mọi người. Thì tại sao mà người ta lại gọi là kè bạc? Thế nha, mọi người thấy cái lá của nó không? Được bao phủ bởi một lớp bạc rất là trắng nha. Đây, cái lớp bạc của nó trắng trơn vậy nè mọi người. Thì những cái cây này giá trị kinh tế của nó cao nha. Thì ngoài kè bạc ra thì em vẫn bán kè xanh cho mọi người luôn. Thì đây, cái cây kế bên là cây kè xanh nha mọi người. Thì kè xanh giá trị của nó thấp hơn, cho nên là giá của nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì mấy anh chị cứ tham khảo mua loại nào thì em cũng có hết. Đây là em đang chuẩn bị bứng giao cho khách luôn nha mọi người. Cái gốc của nó rất là to luôn. Cái hoành của nó thì tầm khoảng là 40 rồi nha mấy anh chị. Cái này 40 cho tới 50 luôn nha mọi người. Thì cái gốc hoành của nó rất là to. Đó, cái cỡ này là bán tầm khoảng 1,5m đến 2m nha. Thì cỡ này mình cỡ bự nha mọi người. Thì đủ cỡ hết đây. Còn cái này cây này cỡ nhỏ nè mọi người. Cây này cỡ nhỏ thì bán tầm khoảng là 1m. Đây, còn cỡ này là tới 2m mọi người, cỡ 2m. Nhiều lắm đó anh chị. Nào, mọi người thấy không? Nói chung là kè bạc thì thế của nó rất là sang trọng ha. Mình trồng vô cái khuôn viên của nhà mình rất là sang luôn, đặc biệt là các khu biệt thự thì thường người ta sẽ lựa chọn những cái cây mà sang trọng như thế này người ta trồng nha. Đây mọi người thấy nha. Lá cây nó rất là đẹp. Bên em là ôm số lượng rất là nhiều nha. Thì ngoài cỡ lớn là bên em có cỡ nhỏ hơn, giá nó mềm hơn, vận chuyển nó dễ hơn. Nếu như mấy cái anh chị ở xa đó thì có cỡ 6-7 tấc đó, thì nó nhỏ, nhỏ nhất là cỡ 6-7 tấc nha, bán cho anh chị cỡ đó. Đây, đây theo cho em một cái cây này nữa nha mọi người. Thì những cái cây này giá của nó cũng khá là cao đó mọi người đó, cho nên là vận chuyển đi xa thì mọi người thấy cái gốc nó to như vậy nè. Vận chuyển đi xa thì sẽ ưu tiên cho những khách nào mà ở gần sẽ chuyển đi xe tải thì được nha. Còn mình khách mình ở xa đi thì mình nên lựa chọn những cây nhỏ như thế này. Đây, những cái cây này thì người ta gọi là khoảng tầm 1m nha mấy anh chị. Cái này là trên 1m luôn, 1m2 gì đó nè. Cỡ nhỏ này vận chuyển đi xa thì ok. Mọi người ở xa thì nên mua cỡ này nha. Còn mua số lượng thì mọi người cứ báo em đi, sẽ bán cho mọi người một cái giá rất là tốt nha. Rồi mọi chi tiết vui lòng liên hệ vào số hotline là 0969 03 09 05. Xin chào mọi người.